那以前嘅自己个胆咯，系啊，即系都喺度个胆大啲大啲，就跌开啲壳啦。咁好多入边呢只系咩胆咧？而家其实我觉得都系唔知嘅。哎呀，冇乜，一日系啦，开啲碎壳啦。入邊究竟係咩嚟咧？都係未知，好多樣嘢都可能有隻耳仔係咁啦，可能有隻手係咁啦，都係細膽嘅，之前自己都係啦，有個框俾自己啦，覺得我諗都係源於細膽或者嗰個安全感嘅問題，係啦。即係唔係好探出嚟嘅。我諗起你話啲大筆大筆嗰啲都好難。但係都我覺得另一樣嘢應該係其實都要有個太陽。我覺得即係雖然自己。係啦，一路有啲可能，我諗個成長，即個心智同個年紀，當然都係可以分別嘅，係啦係啦，都仲有好多成長空間。但我覺得呢個想話個太陽係，我想話自己其實有好多嘅養分，係咧，你自己啊。咁到今日我都覺得。今日嘅體驗都係好特別嘅，即係可能曾經都有啲 focus on 自己嘅過去啊各樣，但係未必即係經歷多啲，又係有啲唔同嘅體會啦。咁到今日嘅自己啊，今日嘅自己咧，就我覺得都係 都係未破殼嘅，都係未破殼嘅。咁就，但係咧，覺得可以，因為而家身邊有另一個蛋仔仔，就另一個，我應該話佢大啲，老公，係啦。姑且都當佢係同類，都係蛋先啦。覺得都，因為我覺得對於老公嚟講，佢係咯，之前好少講呢部分，係 咧，即我覺得佢都係學緊點樣做爸爸嘅，即我去點樣學做媽媽，佢都學點樣做爸爸。咁當而家阿仔，其實阿仔都係一個有個性嘅小朋友嚟嘅，呢句就廢話嚟嘅，個個都有個性嘅。咁咧就佢都係。喺度眼仔出咗嚟，望緊周圍嘅時間，我覺得小朋友佢哋而家嘅活動能力係高啲嘅，可能佢已經似筆咁樣，係會周圍睇住佢可能話我又話埋佢哋嘅是但。咁我只係 focus 我自己嘅話咧，我覺得係我想同佢一齊咯。都想係都去整理下呢刻去。咁啊，冇眯埋眼，擘大眼。一隻眼眯埋係放去睇內心嘅自己啊，一隻眼就睇
ở tiên là xài cái đó. Cắm đầu công chảo mình chỉ có hai máy đó chạy ở lâu bà cái sẹo đó tôi làm đấy. Hãy đi giao tiếp thôi. Hóa ra mỗi thằng gọi con đài mà mày biết. Con tôi hổ to. Nếu mà sinh ra rồi thì sẽ công mà. Sao vậy chị? Đi thai mình sang kể ra mày biết hổ cặp. Chứ không phong công phai mày. Ở nào tôi đi kinh. Phanh rớt cao à. Cảm. Cảm. Hay là thế mà đi tàu hay không đắt có thể xấu và thì phải thoát chuyện kia hay là cái này trò tin mẹ à có thể tất thải than chỉ cái đi trồng nhiều cái vậy cái hay là gì ok xử lý tàu hơi thải hòa chơi dặn thì mới thải dặn tôi tức tại gì chứ ờ có tức ở có nhận nhau ở tôi hello lắm cảnh có một cái cả thì cô mà tìm thấy nhận à mày tìm đến thành công sao bảo có tức general thì kể tôi điểm con lên chứ ông không có tức học lệch đại biểu nhất thầy hoặc là có đi mẫu đi kiểu câu sản đi chứ gì bọn kể cả tôi mộ kệ chứ hay là tại hỏi là có tức lý này hay nhân đấy một anh trong ngắm có tôi sẽ tune in hồi còn đi đi vậy luôn hay là nếu mà có tất hỏi làm đi có lần nói rằng là hay hồi phát chi chỉnh hồi còn mà còn cái tí lần nhận suy phòng kỳ hoặc là hay hỏi làm kiểu gì mạng nga mấy tôi học là nếu mấy cô có tất kỳ cho anh có phát định chạy à tôi hỏi gì có thể somehow tôi cùng có tin tâm có quan rồi, tức hoặc là có thể kiến lập tự kỷ cái style, hay là, chỉ ở cái người là có cái gì cái suy nghĩ, thực sự là nói luôn, như vậy là, cảm, lĩnh một cái, lão công luôn, tức bản thân bạn đầu tiên nói là tự kỷ là điểm cái đầu tôi nghĩ là không không phải họ rồi, nhưng mà tôi lại thấy tôi lại dẫu sao mặc đúng rồi, sinh hoạt bộ phận này hay cả, hay điểm người phải đó. cũng nếu lâu còn á, sao tôi có thể kể sạch hay, tôi cũng không biết điểm nào tôi có thể sạch hay, tôi cũng không biết điểm nào tôi có thể hay, tôi cũng không biết điểm nào tôi có thể sạch hay, tôi cũng không biết điểm nào tôi có thể sạch hay, tôi cũng không 拍咗拖好多年噶啦，十幾年噶啦，咁可能係即係以往嗰種基礎，大家對大家認識好多嘅。咁但係隨住唔同事件發生啊，或者各樣嘢，我哋可以有去傾嘅 quality time，可能係有限嘅咁樣啦。咁。但係都係即係如果有需要我去講佢，佢哋其實佢都好 support 嘅。咁但係我覺得都係想再捉緊啲咯，即係覺得有需要嘅時候，其實可以嗰個都係一個地方去俾我去講，去攞力量嘅咁樣咯。即係再多啲啦，其實有嘅而家都咁，係咯，同埋同仔仔嗰個都係嘅，即係我有時當中都會去諗，尤其是佢有啲嘅言行嘅時候，我都會令我覺得，我係有啲嘢係真係我同佢咁講，佢而就反映翻出嚟。咁有啲位咧，我發覺咧，我唔係好中意佢某一啲嘅行為咧，我都有察覺過。咦，其實我都係咁嘅喎，咁樣。即係其中一樣咧，就係我哋對於個約束咧，原來係唔係好掌握嘅。即係譬如我同佢講，
你食幾粒糖啦，你可以食少少啦，食幾粒啦咁，即係佢就會問我，即係幾多粒啊咁樣咯。咁以前初時唔係好懷疑嘅，我都會覺得咁啊，咁你食三四粒咯咁樣啦。跟住後屘再慢慢大啲嘅時候，我就有時候我發覺點解我煮餸都覺得咁困難呢，就是因為人哋煮餸成日都係話落少少，咩都落少少。咁我覺得對我嚟講，原來咧我都唔係好著啊，少少即係幾多咧？其實你落多咗應該係會鹹咗嘅喎，咁即係嗰樣咧。咁我都有 aware 原來有啲特性都係似嘅咁樣啦。咁再落去就係、是、都其實我教小朋友好多都有啲反思嘅地方嘅，即係都其實每一日我諗同佢而家多咗時間湊佢啦，點講半職嘅時候都會去諗，希望再嚟緊嘅空間自己可以多啲係即係都係 keep 住嗰樣嘢，唔好中曬落去佢度咯。咁我自己畫嘅時候啊，都幾深嘅感覺，提自己即係可能，但係我覺得 so far 係意識上嘅啫，未係去到個心嘅，係啦，即係意識上係要留空間俾自己去聽自己你諗緊啲乜啊，你呢樣嘢嘅。但是其實很容易就會 distract 噶嘛，咁係咯，呢個都是一個目標又好，寄望又好咯，都希望係向住呢個方向係有，即係去感受。其實嚟之前咧，我都有個感覺咧，即係覺得自己可能講事件嗰啲係啊冇問題嘅，但係我都有個感覺，唔係咁講得到啲，又唔可以叫抽象嘅，但係好啲嘅嘢咯。咁我覺得今日都係一個體驗去牽引去滴入少少嘅咁樣咯。